Em ơi. Con trai lương bao nhiêu thì đủ? Lương á? À? Bao nhiêu cũng không là đủ anh ạ. Ôi trời ơi. Hả? Em năm bao nhiêu không đủ luôn. Vâng. Thế là mình tốn quá. Vâng, em ăn nhiều lắm anh, nhìn tướng em anh biết mà. Em ăn nhiều lắm. Chi phí nó cũng nhiều lắm anh ạ. Thế một ngày bao nhiêu bữa? Một ngày em ăn 5 cử, chưa tính bữa phụ nữa. Tiếc thì tin để sốc vãi lắm. Đấy kiểu. Đó. Vâng. Thế là bao nhiêu cũng hết. Vâng, bao nhiêu ông vừa ấy. Nhưng mà ý là người ta đã xác định như thế là người ta phải nuôi được à? Vâng, phải nuôi được mới xác định chứ. Đúng. Thế mình có nuôi được mình không? Em, vấn đề hiện tại là em vẫn chưa nuôi được. Chưa tự nuôi được. Vâng. Chưa nuôi được. Rồi, thế cho mình mốc cụ thể xem nào. Mốc cụ thể á, khoảng tầm 20 chẳng hạn, 30, 40, 50. Ôi trời ơi. Thế à? Vâng. Thế là mình cất bao nhiêu? Mình cất riêng cho mình bao nhiêu? Em không cất riêng, em cứ cất hết vào bụng em thôi. Em cứ đầu tư để em cất hết vào bụng em thôi. Thế là từng đấy có dư không? Không anh ạ, tình hình là em vẫn cứ bù đắp vào người em, chưa dư được. Ôi trời ơi. Cảm ơn em nhá. Ôi anh này em biết nè. Sợ quá. Lương bao nhiêu thì đủ? Lương bao nhiêu đủ ấy ạ? Em không cần con trai phải lương bao nhiêu bởi vì em tự kiếm được tiền rồi. Thì mình kiếm được tiền rồi thì mình mong con trai khoảng bao nhiêu thì mới vừa với mình. Em không biết bởi vì là bạn ấy kiếm được bao nhiêu thì tùy vào tình yêu đâu phải là vật chất đâu. Đúng. Biết rồi nhưng mà ví dụ mình kiếm được rồi nhưng mà lương người ta phải tầm bao nhiêu thì mình mới ưng chứ. Em không biết mà. Ôi anh sao ấy nhở? Có nghĩa là nhá, đối với em thì người ta lương bao nhiêu cũng được miễn là người ta tử tế chân thành là được. Người ta thất nghiệp sao? Thất nghiệp thì em nuôi. Không có trí thì sao? Không có trí thì nách. Phải có trí chứ. Bây giờ người ta chỉ kiếm được từng đấy thôi. Thế bây giờ em hỏi anh nhá, bây giờ người ta kiếm được từng đấy thôi đúng không? Người ta có thể cố gắng để người ta kiếm được hơn mà, người ta có thể làm việc này việc kia mà đúng không? Đúng. Còn nếu mà không có trí thì xác định vứt. Quá chuẩn luôn. Đúng chưa? Ok chưa? 10 điểm chưa? Ok nhá. Ok. Không cái cú là được. Thấy không? 3 triệu bây giờ gái phát hết luôn. Thế thoải mái thôi. Em còn cho tiền người yêu em đi luôn. Đây á, vít này nhớ. Sau này nhớ cho tiền người yêu nhá. Tất nhiên rồi anh. Con trai thì lương bao nhiêu là đủ ấy? Em ra biết được em con gái không? Thì ai chả biết em là con gái. Em không biết. Nhưng nói chung là tùy tuổi. Biết là thế nhưng mà mua được nhà Hà Nội bây giờ tầm 3 tỷ. Nếu mà 30 tuổi mà mua được nhà 3 tỷ thì là một tháng phải để ra được 30 triệu. Tháng để ra 30 triệu. Mà còn chưa tính lạm phát. Nếu mà muốn 30 tuổi mà mua được nhà thì mỗi tháng là phải tiết kiệm được 30 triệu. Còn cái gì? 8 năm. Thế lúc đấy em mới đổ. À, đấy em chưa biết anh ạ. Chưa, không biết bao nhiêu là đủ cái gì. Vâng, không biết bao nhiêu là đủ. Không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng mà ít ra là chuẩn hơn bọn em. Có nghĩa là ít ra là mình phải có cái tín hiệu là mua được nhà Hà Nội. Đúng liên thiên. Đúng Hà Nội. Hoặc là không có lương nhưng mà phải có nhà. Không, nhưng mà phải đích đến bây giờ vẫn phải là có nhà mà. Chứ không thì lấy vợ thì phải có chỗ chui ra chui vào. Đúng rồi. Không đi thuê là ghét đúng không? Đúng rồi, đâu phải ở nhà thuê mãi được. 30 tuổi cũng mua được nhà không. Thì em đổ. Làm gì thì làm, mua được nhà là đổ. Nhưng mà em gợi ý xem là bây giờ làm gì bây giờ để được lương tầm đấy xem, ba mấy xem. Ăn cướp. Cái gì cơ? Chỉ nếu mà bây giờ tính đến người mình lấy thì mình mới cần lương thôi, chứ yêu đương thì cần gì. À, yêu đương không cần lương bởi vì là chưa chắc đó đấy là của mình đúng không? Đúng rồi. Chỉ khi nào lấy chồng thì mới cần suy xét xem là người là. Thế là mình tự lo được cho mình chưa? Cũng sừng sừng. Thế người ta khoảng bao nhiêu thì người ta mới tự lo được? Tùy theo nhu cầu ấy anh, đấy nó vô vàn lắm. Người tiêu ít, người tiêu nhiều. Làm sao mà đưa nói chung là phải tự lo được cho người ta đúng không? Không đúng là rồi, cái phải tự lo cho người ta đã. Cái mình muốn thì người ta lại không đáp ứng được. Dạ đúng rồi. Là cái nhà đúng không? Không, cái nhà thì thôi em chưa cần. Bây giờ mình ví dụ mình là người có nhà thì tại sao mình phải chọn người không có nhà? Đúng. Hợp lý. Mình có một cái nhà thì mình sẽ chọn người có hai cái nhà. Thế cái công việc, thế cái công việc gì mà mình nghe phát là mình ưng luôn? Người ta làm công việc gì mà gì cũng được nhưng không phải công an. Chính xác. Tại sao? Không phải liên quan đến công an đến bộ đội. Tại sao? Thì đấy. Sợ cảnh. Mỗi người có một cái gu riêng ấy anh. Sợ cảnh vợ xa chồng à? Khổ à? Cũng có thể. Rồi cảm ơn em nha.
câu trả lời rất là thú vị. Cho anh hỏi chút được. Dạ. Con trai thì lương bao nhiêu thì đủ? Theo em nghĩ là phải hơn em ạ. Hơn em á? Vâng. Hơn nhiều á? Ít nhất là một lột bằng em hai, phải hơn em ạ. Khoảng bao nhiêu? Ví dụ em kiếm được 25 thì nó cũng phải kiếm được 30 ạ. Thế cơ á? Vâng. Uầy. Thế là bây giờ em đăng được từ đấy rồi. Vâng ạ. Nó nên có chỉ tiến thủ ạ. Vâng, là được ạ. Nhưng mà thấp một nửa em thì, nhưng mà phải lòng em quá rồi thì phải làm thế nào? Phải lòng em quá thì mình sẽ nghĩ đến cái chuyện mà nó quan tâm với nó tính tình ấy ạ. Thế à? Vâng. Ok nhá. Đôi khi nha, nó lương bao nhiêu là đủ, nhưng mà đôi khi lại cái kiểu mà là ông mà là tao lo hết thì nó lại sang một trang khác ấy ạ. Đúng không? Đúng, đúng. Anh có hiểu không? À, thế cái là thế... từ ấy ạ. Thế là biết được là người ta đang có chỗ dựa ấy. Vâng. Em cũng toàn ghen kiểu bọn công thường như thế ạ. Thế à? Vâng. Rồi, thế bây giờ mà lương thấp thì mình có bị mất ấn tượng không? Có, theo em là có. Thế bây giờ mà người ta không kiếm được tiền ấy thì mình có nuôi người ta không? À. Em, tính em là không. Em không. Em sẽ loại bỏ ngay bởi vì là em đầy... đầy cái người hơn level, tại sao lại mình lại chăm chăm một người chưa chắc. Thế là em có nhiều đối tượng khác. Vâng, vâng, em có nhiều sự lựa chọn mà. Vâng, thì mình đã có khả năng như thế rồi. Vâng ạ. À. Thế là tiết lộ xem là đang thu nhập đến từ đâu. Em là mẫu ảnh ạ. Vâng, em là mẫu ảnh và em có bán hàng online ạ. Vâng. Mình phải cần một người tiến thủ như mình đúng không? Vâng. Ok, cảm ơn em nhé. Áo xanh, áo xanh. Con trai lương bao nhiêu thì đủ? Em nghĩ là theo như kiểu chi tiêu của mình ấy ạ. Mình tiêu nhiều thì phải tìm một công việc tốt đấy ạ. Bao nhiêu là đủ ạ? Bao nhiêu đối với em mới là thành người yêu em được? Em vẫn còn đi học ạ, nên em không quan trọng ạ. Tầm khoảng bao nhiêu thì mình mới ấn tượng ấy? Em nghĩ là tầm 20. 20 mình mới đổ ạ? Không ạ, đấy là kiểu lập gia đình rồi. Còn bây giờ nếu mà học sinh thì chắc là 10 thôi ạ. 10 là mới đổ gì? Không phải mới đổ mà là em thấy ổn thôi ạ. Mới đủ nuôi mình. Em không cần nuôi ạ, em thấy ổn thôi ạ. Nhỏ quá, à ít quá thì lại không tự lo được cho mình đúng không? À vâng ạ. Đúng, đúng. Để mình cảm thấy yên tâm thôi ạ. Em cũng người tốt. Sinh viên cũng phải tầm đấy mình mới thấy yên tâm. Tụi em không quan trọng ạ. Thật không? Thật ạ. Thế là bạn ấy chưa có thu nhập mà bạn ấy phải lòng mình thì vẫn cho gì? Dạ vâng ạ. Tại vì em đang đi học mà, em chưa quan trọng ạ. Bao đi làm thì... thì quan trọng. Lập gia đình rồi mới quan trọng ạ. À, 20 trở lên. Như thế thì mới sống được ở thành phố đúng không? Đúng, đúng. Phải có chí đúng không? Không có chí thì gia đình lại phải lo đúng không? Lo đám cưới cho hai đứa đúng không? Cảm ơn em. Chơi vẻ. Con trai, lương bao nhiêu thì đủ? Đối với sinh viên hay đi làm? Vâng. Đối với em ấy? Em nghĩ là 50 triệu trở lên. Trời ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. À, làm gì để kiếm được? Làm những công việc chân chính hả? Cái từng đấy mới đủ nuôi ấy thì. Không ạ. À, em nghĩ là con trai tầm đấy thì sẽ ổn định thôi. Ổn định hơn. Mà sao em lại cần nhiều thế? Dưới mức đấy vẫn được mà. Dưới mức đấy vẫn được, nhưng mà 50 thì mình mới chịu ấy. Ôi trời ơi. Không ạ, à, nghĩ tầm 10, 15, 20. 15, 20. Còn dưới nữa thì là cho nách luôn. Dưới nữa thì nghĩ là ít. Ít quá. Vâng. Ít quá là không đủ nuôi hai người đúng không? Đúng. Sinh hoạt của bạn ấy là chứ mình cũng kiếm được mà. Thế là 15, 20 còn không đủ sinh hoạt cho bạn ý. Dưới mức đấy thì không đủ bạn ý sinh hoạt ở thành phố. Vâng. Rồi, cảm ơn em nha. Theo em thì lương của con trai thì bao nhiêu là đủ? Đấy tùy thuộc vào lương em sau này đấy. Thì em mong muốn sau này người yêu em được khoảng bao nhiêu? Chắc là tầm 15 triệu. Đấy là vừa đủ. Làm chân tay thì có được mức đấy không? Làm chân tay thì cũng được nhưng mà hơi vất vả. Thế nó có thích làm thừa kế không? Làm thừa kế ạ? Làm thừa kế được tốt ạ. Bạn ấy làm thừa kế là hợp nhất thì. Đúng, đúng. Thôi rồi, cảm ơn em nhé. Em ơi. À, con trai lương bao nhiêu thì đủ? 10 triệu trở lên. 10 triệu quá. Nhiều á, em thấy ít đấy. Thế là em hơn gì? Dạ. Em tự làm được hơn đi. Không.
Nếu mà dưới 10 triệu là không đáng làm trai gì? Có chứ. Vẫn đáng. Vâng. Ok nhá. Rồi, cảm ơn em nha. Lương bao nhiêu con trai thì mới đủ? Ừ. Ý là đủ như nào ạ? Đủ để yêu ấy, đủ để đúng gu. Mới xong rồi bây giờ thế nhỉ? Thôi cứ 10 triệu đi ạ. Nó 10 triệu á? 10 triệu thôi á? 10 triệu á? 10 triệu thì là làm gì thì mới ra được 10 triệu? Dạ làm gì cũng được ạ. Làm gì cũng được. Rap được không? Được ạ. Ok em nhá. Cảm ơn em. Em ơi. Oh. Em. Con trai thì lương bao nhiêu thì đủ? Cô cùng phải trả lời một con số chứ. Dạ. Con trai lương bao nhiêu thì mới đủ với em? Theo em thì 15 đến 20 triệu.